mình. Hello, xin chào tất cả anh em và bạn bè đã quay trở lại với kênh của Mạnh Châu Giang. Hôm nay thì Mạnh Châu Giang sẽ hướng dẫn cho các bạn là anh em có thể, những ai chưa biết, có thể lắp đặt được một cái bộ răng cưa mặt nguyệt. Nó thì cũng rất là đơn giản thôi, nhưng theo yêu cầu của rất là nhiều bạn đã gửi đến kênh của Mạnh Châu Giang, thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm cái video này và hướng dẫn cho tất cả anh em nào chưa biết có thể lắp đặt được một cái bộ răng cưa mặt nguyệt đi xe để có thể chạy được trên giá và dưỡng dọc trên rập cải tiến. Thì vậy thì phải làm như thế nào thì không nên tìm liên truyền nữa, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ngay sau đây. Sẽ cho máy quay lùi xuống một chút để các bạn có thể dễ nhìn. Thì đầu tiên thì các bạn phải mua cho mình một bộ như này. Thì bộ như này thì mình cũng mới mua và nó 110k và hoàn toàn các bạn có thể mua được ở bất cứ đâu, là những cái chỗ nào bán thiết bị về ngành may. Thì nó bao gồm một chiếc mặt nguyệt và một chiếc bánh xe như này và một chiếc răng cưa bằng nhựa chắc chắn. Đầu tiên thì các bạn tháo dùng cái chân vịt. Mình có con máy này thì nó cũng hơi cùi bắp một chút, nhưng mà không sao, nó khá là tốt. Nó là phiên bản đời, cũng là đời đầu đấy. Sau đó các bạn tháo cho mình cái ốc làm việc. Đây là chiếc răng cưa của, đây là chiếc mặt nguyệt của máy móc kim. Tiếp theo sau đó là các bạn tháo cho mình cái ốc của răng cưa. Thực ra thì cái này nó cũng rất là đơn giản thôi, nhưng mà cũng nhiều bạn cũng chưa biết. Nếu như anh em nào biết rồi thì có thể qua cái video này, cũng không cần thiết là phải xem. Còn anh em nào có thể là chưa biết thì theo dõi cái video này. Cái video này là mình làm hoàn toàn cho người mới. Quy trình của nó là khi sau khi mà các bạn tháo ra thì bạn phải lắp một cái chiếc răng cưa này đầu tiên. Đây là chiếc răng cưa của bộ này, trẻ gá mặt nguyệt, trẻ gá. Thực ra khi mà lắp một cái bộ này thì nó khá là đơn giản, nhưng mà lắp như thế nào cho nó đúng một cái tiêu chuẩn để chúng ta có thể chạy được thì nó lại là một vấn đề. Mình thì cũng không phải là chuyên ngành sửa máy, nhưng mà những cái này là mình cũng khá dành. Cho nên là hôm nay mình làm cái video này để hướng dẫn cho anh em nào chưa biết. Khi mà xoáy con ốc đầu tiên này thì các bạn cứ xoáy nó nới lòng nọc thôi, cũng chưa cần là xoáy chặt vội.
Ở đây thì mình lưu ý một chút là các bạn có thể đặt cái mặt nguyệt này lên và các bạn kiểm tra. Nếu như nó ngay ngắn rồi thì chúng ta cũng phải siết chặt ốc để làm sao khi mà vận hành máy này nó không bị đứt tường, tường không ngoài. Sau đó là các bạn lắp cái mặt nguyệt. Thực ra thì cái quy trình này nó cũng rất là đơn giản. Đó, như vậy là mặt nguyệt các bạn có thể lắp kiểm tra xem là nó có lỏng không. Nếu lỏng các bạn có thể siết tiếp. Sau đó đến cái phần chân vịt. Cái bộ này là mình mua 110k, có lẽ là nó cũng hơi đắt. Các bạn hãy xoay bu li một hai vòng để kiểm tra xem là nó đã được chưa. Và cái tiêu chuẩn của nó khi mà được cái này của mình, cái răng cưa này nó đang hơi thấp hơn so với cái mặt nguyệt này. Thì khi mà may hàng ấy thì các bạn sẽ bị, nếu như nó thấp hơn cái đầu ti của cái mặt nguyệt này thì nó sẽ có hiện tượng là bị nhăn rúm vải xem đi. Thì các bạn có thể chỉnh cái răng cưa lên một chút, chỉnh cái răng cưa cao lên. Thì để mà chỉnh được cái răng cưa thì các bạn xoay con ốc này, các bạn lấy nọc con ốc này, sau đó tay bạn đưa răng cưa này và bạn đẩy cái răng cưa lên. Các bạn có thể nhìn nó xem bằng cái mặt ti và nguyệt được là ok. Sau đó các bạn siết chặt ốc. Kiểm tra lại một lần nữa, như vậy là răng cưa đã khá ổn. Hiện nay thì mình chưa có giá nào để mình có thể thử nó, nhưng mà ở những cái video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn có thể vận hành được nó, làm thế nào để có thể vận hành được cái máy này theo cái hướng. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video của mình và hãy nhớ đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình. Cảm ơn tất cả anh em và hẹn gặp lại ở video sau.